quá rồi mình thấy. Ừ. Của ai luôn á. Cái gì? Cái nước muối. Tao nói của tao bao mấy? Biết sương gió không? Không Hậu biết cái sương gió không? Họ ăn cái nó cho có canxi á. Sương không, đó là nhơ đó, nó nhơ hộ rít rít cái xương đó. Hầm cho lao cho nó mềm. Học cho má ăn sớm. Bị cứ hú tôm, bị cứ miệng lẻ nó học không mà không. Hôm qua mà em mà ăn cái nó xong mà ăn bún á. Xong mà em bị khẩu trang nó thì thôi luôn. Ừ. Mắm mới lại vào đây mà ăn cái nó cay kinh khủng vậy á. Có rồi nó bị khẩu trang nữa là không. Chú đánh nhiều quá nè. Cái mụn to hơn. Thank you.
Bước làm đi xíu đi. Mày nói gì á? Bọc bọc cái má mà để nha nha, cái điện thoại đây nè Yến, thông minh quá, tới nỗi mà chụp hình mà bông đêm kìa, nó tự động á là từ cờ đẹp dai luôn. Ừ, đúng rồi đó, y đó luôn. Mày dễ sợ luôn. Mà cái nắng này kinh luôn á. Ừ. Cái bị chị gác cái nó đó. Gác cờ đẹp dai đó. Tự con tắt răng luôn, tự nhiên cái bị cái đấy chị điên kinh luôn, mà kêu cái tạch tạch tạch. Hôm bữa không vậy, em bữa đi Hội An đó. Em đi điên luôn. Thì ủa mình đâu có cờ cái chi đâu mà tự nhiên. Cái là cổ nó nằm ở Hội An luôn mà ta. Không anh nhiều quá của mày. Ừ, ở quán nó mà không biết ở đâu chỗ nào đó. Cái đó là cái chi bay. Cái tay là không phải ở chi xuyên hay chi á. Cái nó tay chi đi quay mẹ luôn. Vô gõ nó rồi hay tim. Xong giờ cứ cúi cái mạng xuống là nước nó chả. Không mát không mùi nó chả. Không tập trung được nữa. Sáng ngày thì như trời nó lành. Em thấy mốt. Dạ, em khó chịu. Dạ, sợ quá gì mà áo ấm. Cái đó là do sô heo xưa không kỹ hay sao? Không phải, do chị hồi nhỏ giận như chị bị chị yếu hồi nhỏ lăn á. Cơ thể yếu đó. Trời ba chị ơi, thâu luôn á. Hồi nhỏ là chị thì bị thiếu canxi. Ừ. Nào xưa thiếu thốn nè. Ừ. Thằng đó mà chị đâu có chị uống đâu. Cái lầu xưa có làm năm không? Hả? Chị á, xưa có làm được cái chi? Đi đâu, nhà chị làm rụng mà nó lao chị đi dặm vui thôi chứ. Biết chứ, tao đi thằng nó đi dặm phát bờ rồi biết cái mày, giận dữ con mày. Không chặn bờ à? Tao không, nhà không có nuôi con chi tao chứ. Bò biết chứ. Có đi với bò chung với họ thì có, mẹ đi với chung. Ngồi chơi ăn bà bò bà hút cái đít phóc xoắn thế mẹ luôn. Chứ đâu có em hồi xưa là món gì cũng có á.
chị là chị dân, có đi chơi với họ thôi. Dân xương dân nán rồi nên đi giữ chung với họ cho vui thế nhà, chứ không phải là nhà nuôi bò. Ừ, đi rồi. Bị bò hút đó. Ê, hồi xưa sét đánh kinh luôn á thì toàn là sét đánh không á, bò bò đồ kìa bị sét đánh chết quá trời luôn. Mà trừ ít nè, trừ không. Ừ, hồi xưa đánh ghê thì. Hồi xưa đánh sét đánh kinh khủng luôn. Bây giờ không phải là không có mà do mình đi xa nên mình không biết, chứ không phải là không có. Không, ít hơn hồi xưa nhiều ly. Thời tiết chừng đỡ hơn. Năm gì đâu đỡ.